Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Vào chiều ngày 9 tháng 12, quản lý cũ xác nhận thông tin danh hài Chí Tài đột ngột qua đời, khiến cho nghệ sĩ bạn bè không khỏi bàng hoàng. Được biết nguyên nhân nam danh hài qua đời là do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nghệ sĩ Chí Tài hưởng thọ 62 tuổi. Nguyễn Chí Tài sinh ngày 15 tháng 8 năm 1958, là một nghệ sĩ Việt Nam nổi bật nhất với vai trò diễn viên hài. Chí Tài hoạt động tại hải ngoại và trong nước và là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Trước đó ông cũng được biết đến như một nhạc công guitar, nhạc sĩ hoa âm hàng đầu tại hải ngoại trong giai đoạn thập niên 90. Ngoài ra ông còn là nhạc sĩ sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc. Những năm 1999-2000, Chí Tài chuyển sang vai trò nghệ sĩ hài và nhanh chóng được khán giả yêu mến. Ông đặc biệt gắn bó với nhóm kịch Thí Nga và thường xuyên xuất hiện với vai trò nghệ sĩ hài trong loạt chương trình Party by Night cùng với Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Kiều Linh, Yên Chi, Kiều Anh, Lê Tính, Hoài Linh, Thí Nga, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy, Bé Ty. So với các bạn diễn trên sân khấu, Chí Tài có phần trầm và ngày càng có xu hướng làm nền để các nghệ sĩ khác nổi bật hơn. Nhưng theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, những nhân vật và các tình tiết trong một vở kịch đều xoay quanh Chí Tài, bởi ông luôn nắm rất chắc lời thoại. Thông tin nam danh hài Chí Tài qua đời đã để lại nhiều tiếc thương lẫn bất ngờ quá lớn đối với công chúng mến mộ. Trước sinh thời, Chí Tài đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bản thân trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cuộc sống cô độc tại Việt Nam, nghệ sĩ Chí Tài cho biết anh sang định cư nước ngoài từ năm 1981. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp và thành danh trên sân khấu hải ngoại. Đến năm 2000, anh trở về Việt Nam sinh sống và tham gia hoạt động nghệ thuật. Đến nay đã được 20 năm rồi. Danh hài Chí Tài cho biết hiện tại anh đang sống một mình ở Việt Nam, còn vợ anh hiện đang bên Mỹ. Mỗi năm một lần, bà xã bay về Việt Nam để thăm nghệ sĩ hài. Thế nhưng năm nay do tình hình dịch biến phức tạp của Covid-19 nên các chuyến bay bị tạm hoãn, anh và vợ vẫn chưa thể gặp nhau. Có lẽ vì thế mà Chí Tài cảm thấy cô đơn, cũng như gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh kể hàng ngày anh luôn cảm thấy buồn khi nhốt mình trong 4 bức tường, không có ai bầu bạn. Nhưng có khách đến chơi nhà là nghệ sĩ hài cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì có người trò chuyện cùng. Thế nhưng khi họ ra về là anh lại lủi thủi một mình. Anh cũng chia sẻ chuyện gặp bất tiện trong việc ăn uống hàng ngày. Thay vì tự nấu ở nhà thì nghệ sĩ hài thường ăn ngoài quán, nên việc ăn uống rất thất thường. Đáng duyên với nghiệp diễn viên hài, sau khi Hoài Linh rủ đi diễn, người đầu tiên mời Chí Tài diễn hài là Vân Sơn chứ không phải Hoài Linh. Nhưng có lẽ lúc đó duyên chưa tới nên anh diễn không cảm thấy thoải mái. Chí Tài đành từ chối rồi giới thiệu Hoài Linh cho Vân Sơn, còn anh lại tiếp tục trở lại công việc trước, đó là một nhạc công. Cho đến khi Hoài Linh ngỏ lời muốn Chí Tài diễn chung, nghệ sĩ hài mới thực sự nhận lời. Anh cho biết việc được Hoài Linh mời làm bạn diễn là do trước đó trong một lần trò chuyện, Hoài Linh đã thấy anh nói chuyện rất có duyên, cái mặt cứ phiêu phiêu đầy nghệ sĩ nên nhận ra anh có tố chất là một diễn viên hài. Danh hài Chí Tài cũng chia sẻ trước khi bén duyên với nghiệp diễn viên hài, anh có thành lập một ban nhạc mang tên Chí Tài Roder, cũng như đảm nhiệm vị trí chơi guitar ở trong nhóm. Vợ của anh là Phương Loan và cũng chính là hát chính của nhóm nhạc. Từ cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, ban nhạc của anh đã có rất nhiều ca khúc nổi tiếng in sâu vào tâm trí khán giả. Chí Tài chia sẻ việc chuyển qua làm diễn viên hài là vì vấn đề cát-xê. Theo anh, hồi xưa nhạc sĩ nhạc công được trả cát-xê rất thấp. Diễn viên Chí Tài và vợ ca sĩ Phương Loan chung sống gần 40 năm nhưng không có con.